Thôi em xin mến chào quý anh chị nha. Là em đây thì hôm nay em đang đứng là mặt tiền mới trải nhựa nha quý anh chị. Vừa trải nhựa xong của xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quý anh chị ha. Thì hôm nay em có sản phẩm là một miếng đất là 5 sào chính nha quý anh chị. 85 mét mặt tiền đường nhựa này. Đất là phun hồng hết nha quý anh chị. Đất là phun hồng. Đây cả cái tay em chỉ đây quý anh chị ha. Là 85 mét mặt tiền đường này, trong đó đã có là 200 mét thổ cư. Lúc trước chủ mua vào cái miếng này là gần 10 tỷ nha quý anh chị. Nghe chủ nói là tầm 9 tỷ, tỷ 6 tỷ 7 gì đó. Là miếng này quý anh chị ha. Nhưng mà hôm nay chủ ngộp cần tiền bán chỉ có là 7 tỷ rưỡi thôi. Là một miếng đất 5 sào chính nha quý anh chị, trong đó đã có 200 mét thổ cư và 85 mét mặt tiền đường trải nhựa như thế này. Rộng đường này rộng khoảng độ tầm mà hơn 10 mét quý anh chị ha. Hai ô hai ba ô tô tránh nhau thoải mái nha quý anh chị. Thì đường nhựa thông luôn, anh chị đi hướng này là anh chị đi về tỉnh lộ 52 về trung tâm xã Đông Tân ha. Thì mình vị trí này á, là cách cái quán cà phê nhà vườn Bòn Bon khoảng độ tầm 200 mét thôi nha quý anh chị. Thì bây giờ em sẽ quay video cho quý anh chị xem ha. Em quay ra quán nhà vườn Bòn Bon, rồi em quay ra đường tỉnh lộ 52 ha. Cách tỉnh lộ 52 đâu đó khoảng độ tầm 300 mét nha quý anh chị, 3 đến 400 mét ha. Đất mình là hướng đông nam nha quý anh chị, hướng về biển, thích hợp làm nhà vườn nghỉ dưỡng đầu tư sinh lời. Đất mình đã là sổ hồng riêng và đã có 200 mét thổ cư rồi quý anh chị ha. Đó. Thì cái đường nhựa này á là đường nhựa thông. Em nói lại đường nhựa thông kết nối từ tỉnh lộ 52 đi về xã Long Tân quý anh chị ha. Đó, thì đây là khu dân cư đây nè, nhà vườn đây quý anh chị thấy không? Đó, bên tay trái của mình ha. Rồi bên tay phải cũng nhà vườn đây nha quý anh chị. Đó. Rồi cái khu vực này là giá hiện tại ở đây là 500 mét vuông cái đường này thôi là khoảng hiện tại đang rao là hơn 2 tỷ rồi nha quý anh chị. Đây là nhà vườn Bòn Bon đây nha quý anh chị. Đó, rồi chủ ở đây đầu tư vô đây là mấy chục tỷ ở đây quý anh chị ha, rất là lớn nè. Trong này tới hai mẫu mấy lần nha quý anh chị. Đó, là cho thuê phòng hôm tây rồi cà phê nhà hàng khách sạn ở hết trong này quý anh chị ha. Đó, là cách cái miếng đất của mình chỉ có 200 m 300 m thôi quý anh chị ha. Đó, đây nè là gọi nhà vườn Bòn Bon, còn bên tay trái là phân lô quý anh chị ha. Đó, thì cái lô này hiện tại giá hiện tại bây giờ khoảng độ tầm tỷ đổ lại, 900 độ lên quý chị ha. Ở đây được tỉnh lộ 52 đây nha quý chị. Thì anh chị quẹo trái là đi về Long Phước, Long Tân, Hòa Long, thành phố Bà Rịa quý chị ha. Còn quẹo phải là anh chị đi về vòng xoay Đất Đỏ. Đó, cách khoảng độ tầm hơn 3 km là đến nha quý chị. Đó, quay phải là cam cho quý chị xem. Đó, mình là đường nhựa là mới trải nhựa luôn quý chị ha. Em quay phải là cam, đây là đường này là đang trải nhựa nha quý anh chị. Ở đây là có hai cái nhà vườn luôn ha. Đó, hướng này là em quay hướng này lên về biển Phước Hải nè, rồi đi về trung tâm thị trấn Đất Đỏ quý anh chị ha. Giá này là chủ cực kỳ ngộp nha quý anh chị. Ở nhà vườn. Đó, nhà vườn này rất là đẹp nha quý anh chị. Bên này là dự án nè, cái dự án phân lô đây ha. Thì cái dự án phân lô Bòn Bon này đã lâu lắm rồi nha quý anh chị. Đã có sổ riêng hết rồi. Hướng này thì anh chị đi về Hòa Long, Long Phước, thành phố Bà Rịa quý vị ha. Đây là cái đường nhựa này. Thì bây giờ em sẽ quay vô cho quý vị xem. Đây là nhà vườn Bòn Bon đây quý vị ha. Nhà gỗ, cà phê rồi hôm tây nghỉ dưỡng. Rộng cả gần hai mẫu ở đây nha quý vị. Còn đất mình là nằm đây. Thì cực kỳ thông thoáng luôn quý anh chị ha. Ngay cái tay em chỉ xuống đây nha quý anh chị. Thì đi vào trong tí nữa là có một cái cánh đồng ha. Nên ở đây là cực kỳ mát mẻ nha quý anh chị. Thích hợp làm nhà vườn hoặc là phân lô ha. Anh chị có thể là phân lô hoặc là phân xào cũng được nha quý anh chị. Đất là ngay cái tay em chỉ đây quý anh chị ha. 85 mét mặt tiền đường này. Đó, 85 mét mặt tiền đường này quý anh chị nha. Cách chỉ có là
vài trăm mét thôi là khu dân cư đông nghịch rồi nha quý anh chị. Ở đây là toàn bộ là làm nhà vườn nhiều quý, cả cái mà giờ em thấy là từ cái Long Tăng đến Đất Đỏ thì chỉ có một lô này duy nhất mà thích hợp làm nhà vườn quý chị ha, mà giá là cực kỳ rẻ nha quý chị. Hả? À, anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ cho em nha. Hiện tại chủ cần tiền bán với giá là 7 tỷ rưỡi quý chị ha. Hả? 7 tỷ rưỡi thôi. À, đây là cái sổ nè. À, xã Long Tăng, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 5.916 mét vuông sử dụng riêng, đất ở là 200, còn lại là cây hàng năm khác hết trong quý chị. Đất mình là full hồng, để em quay cái so cái quy hoạch cho quý anh chị xem. Thì đây, 86,9 mét mặt tiền chứ không phải 85 nha quý anh chị. Đó. Rồi chiều sâu thì nó khoảng độ tầm hơn hơn 30 mét quý anh chị ha. Đó. Thì mình có thể là tách xào, tách lô hoặc làm nhà vườn, tách chỉ là tuyệt là vời nha quý anh chị. À, giá chủ hiện tại cần bán chỉ có 7 tỷ rưỡi thôi quý anh chị ha. À, để em quay sơ cái vị trí quý anh chị xem nha. À, cái vị trí chấm đỏ là vị trí của mình đây nha quý anh chị. Thì đây là cái nhà vườn bòn bon đây. Đó, thì cách mình khoảng đâu đó khoảng độ tầm 100 mét thôi, hơn 200 mét thôi quý anh chị ha. À, tới cái nhà vườn bòn bon này rồi nha quý anh chị. Đó, đây là cái khu vực này nha. Thì ở đây là có nhiều cái sản phẩm là 500 mét vuông ngang 10 sâu 40 nha quý anh chị, khoảng 40 mét vuông thôi. À, 400 mét vuông thôi, trăm thổ cư thì đâu đó khoảng hiện tại đang rao là 2 tỷ nha quý anh chị. 2 tỷ, 2 tỷ 2 đây nha. Đó, khu vực sát cái khu bòn bon này. Đó, nhưng mà mình 5 sào chính gần 6 sào nhưng mà giá chỉ có 7 tỷ rưỡi thôi nha quý anh chị. Quá chi là rẻ nha quý anh chị ha. À, thì cái này là dành cho những người là có cái túi tiền lớn ha. À, mà thích nhà vườn thì cái miếng này quá chi là rẻ luôn. Đây là đường tỉnh lộ 52 nè. À, thì đường tỉnh lộ 52 này là kết nối từ Đất Đỏ nè, rồi đi về Long Tăng, về Long Phước, thành phố Bà Rịa quý anh chị ha. À, thì từ đây anh chị đi về biển nè, đi khoảng độ tầm 12 km là tới biển Phước Hải nha quý anh chị. 10 đến 12 km là tới biển Phước Hải nha. Rồi cách cái biển Hồ Tràm, Hồ Cốc, Phước Thuận này, Hồ Tràm, Hồ Cốc thì khoảng độ tầm 25 đến 30 km nha quý anh chị. Cách thành phố Bà Rịa khoảng độ tầm 17 đến 20 17 km cho quý anh chị ha. Tầm 17 km à là tới thành phố Bà Rịa rồi. Đó, còn cách trung tâm thị trấn Đất Đỏ thì anh chị đi đâu đó khoảng độ tầm 3 km là đến quý anh chị ha. Rất chi là gần luôn. Đó. Rồi vị trí của mình là sau là anh chị đi về đường tránh này, đường tránh quốc lộ 55 này hiện tại là đã làm xong rồi nha quý anh chị. Thì cái đường tránh Đất Đỏ này thì sát cái viên đất của mình luôn, cách cái đường tránh nó là khoảng độ tầm mà đâu đó khoảng độ tầm 2 km đổ lại nha quý anh chị. Đó là đường tránh quốc lộ 6 này là quốc lộ 5 này là tránh cái thị trấn Đất Đỏ quý anh chị ha. Kết nối từ quốc lộ 5 về thành phố Bà Rịa nha quý anh chị. Đó. Mai mốt anh chị đi về thành phố Bà Rịa cũng rất tiện lợi ha. Mình là mặt tiền đường nhựa thông luôn. Thông. Đó. Thì cái đường thảo nhựa này kết nối từ tỉnh lộ 52 rồi đi qua Long Tăng cũng đi về quốc lộ 52, tỉnh lộ 52 lại quý anh chị ha. À, mình đây nha quý anh chị. Khu dân cư toàn bộ nhà vườn này, cái khu nhà vườn bòn bon này là cũng người ta đầu tư vô đây khoảng độ tầm nếu ít nhất cả rồi 7 80 tỷ ở đây nha quý anh chị. Đó, 7 80 tỷ vào cái nhà vườn này rất chi là nhìn rất chi là nó hùng vĩ và lớn như vậy ha. Đó, anh chị nào mà đi ở xa hoặc lên đây thì ghé vào cái quán bòn bon này nè, uống cà phê ha, thì anh chị có cũng thấy được là nhìn thấy là người ta đầu tư vô đây rất chi là nhiều. Đó. Mình ngay đây mình cách cái bòn bon nhà vườn bòn bon này khoảng độ tầm 200 mét thôi nha quý anh chị. Rồi bên này là cái dự án, thì cái dự án này á, là lô đây giờ ngang 5 sau hay ngang 5 sau 18 thôi, thì giá ở đây dao động khoảng độ tầm lúc trước sốt á, thì rơi đầu khoảng độ tầm 1 tỷ 4 tỷ rưỡi ha, nhưng mà nay khoảng độ tầm 1 tỷ nha quý anh chị, 900 đến 1 tỷ quý anh chị ha, thì năm 20. Đó, còn mình đây là 5 sào
À, 5 sào chính gần 6 sào mà giá chỉ có 7 tỷ rưỡi thôi quý vị ha. Trong đó đã có 200 mét thổ cư rồi. Rồi, em xin kết thúc video ở đây. Nhớ like và đăng ký kênh quý vị ha. Hẹn anh chị video sớm nhất nha. Rồi.